Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe 365 phát sóng hàng ngày trên ANTV với sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Thưa quý vị và các bạn, liệt dây thần kinh số 7 là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, không lây truyền. Vậy nguyên nhân của bệnh do đâu? Liệt dây thần kinh số 7 có nguy hiểm không và cần định hướng điều trị như thế nào là đúng? Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Phần đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa bác sĩ có thể cho biết liệt dây thần kinh số 7 là gì và cái biểu hiện của bệnh này là ra sao ạ? Trước hết thì mình phải hiểu cái dây thần kinh số 7 là dây gì đã. Thì cái dây này người ta còn gọi là dây thần kinh mặt, tức là nó chi phối cho các cái cơ của vùng mặt, chi phối cho cảm giác của một phần của cái ống tai ngoài và vị giác của 2/3 trước lưỡi. Thế thì liệt dây thần kinh số 7 khi mà cái dây này nó mất chức năng, thế thì khi đó thì nó sẽ biểu hiện là bệnh nhân có thể là méo miệng lệch sang một bên hoặc là một bên nửa mặt. Tức là nếu như liệt dây thần kinh số 7 một bên thì bệnh nhân có thể là méo miệng lệch sang một bên là bên lành, hoặc là mất các cái nếp nhăn ở trên vùng mặt hoặc là vùng trán, hoặc là mắt nhắm không kín do là liệt cái cơ vòng mi, là cái cơ mà làm nhiệm vụ nhắm mắt. Người ta chia ra làm hai nhóm nguyên nhân chính, tức là gồm có liệt dây thần kinh số 7 trung ương, tức là bệnh nhân có tổn thương ở trên não, và cái liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, tức là không phải là tổn thương ở trên não mà tổn thương ở trên cái đường đi của dây số 7 hoặc là tại nhân dây thần kinh số 7. Thì cái nhóm mà nguyên nhân tại não thì có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do bị tai biến, có thể là các cái khối u ở trên não, đặc biệt là ở vùng cầu não hoặc là cái vùng người ta gọi là góc cầu tiểu não, và nguyên nhân nhiễm trùng, tức là có thể là viêm não hoặc là áp xe não hoặc là viêm màng não. Thế còn cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân ngoại biên, tức là tại trên đường đi của dây thần kinh số 7 hoặc là tại nhân. Thì nguyên nhân hay gặp nhất thì là do lạnh, các cụ hay gọi là cảm đó, bị lạnh thì hay bị méo miệng thì người ta gọi là như vậy, nhưng thật ra là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Nguyên nhân hay gặp nhất là do lạnh hoặc có thể do viêm. Do viêm thì có thể là tác nhân virus, hay gặp nhất là zona thần kinh, đặc biệt là các cái zona ở cái vùng quanh ống tai hoặc là tại ống tai ngoài. Vậy thì để chuẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 thì các bác sĩ sẽ dựa vào những cái biểu hiện hay là chúng ta sẽ có những cái phương pháp cụ thể nào ạ? Triệu chứng thì mình có thể nhìn bằng mắt thường, tức là khi bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7 một bên thì cái bên lành còn lại thì các cái cơ nó vẫn co được. Thế nên là bệnh nhân sẽ bị méo miệng lệch sang cái bên lành. Ngoài khám lâm sàng thì mình sẽ phải định hướng nguyên nhân. Nếu như mà là ngoại biên thì ngoài cái chuyện khám ra thì bệnh nhân phải làm thêm điện cơ nữa, làm điện cơ để đánh giá cái mức độ tổn thương của dây thần kinh số 7. Thế còn nếu mà mình định hướng tới nguyên nhân trung ương, tức là có tổn thương ở trên não, thì khi đó mình sẽ phải làm các cái chụp phim về não, gồm có phim cắt lớp vi tính sọ não hoặc là phim cộng hưởng từ. Thì để mà đánh giá chi tiết nhất thì nên chụp phim cộng hưởng từ. Vâng, rõ ràng thì có rất là nhiều những cái nguyên nhân khiến cho người bệnh có thể bị liệt dây thần kinh số 7. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cái căn bệnh này thì có nguy hiểm hay không? Và hiện nay thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào để điều trị căn bệnh này? Cái mức độ nguy hiểm của bệnh thì nó còn phụ thuộc vào nguyên nhân. Ví dụ như là nếu như nguyên nhân là tại trung ương, tức là tại não đi, bệnh nhân tai biến mạch máu não chẳng hạn, hoặc là có các cái nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, ví dụ như là viêm não hoặc là áp xe não hoặc là viêm màng não, thì tất nhiên là đấy là các bệnh rất nguy hiểm. Thế còn nếu mà các nguyên nhân ngoại biên thôi, ví dụ như là bệnh nhân bị lạnh đột ngột, thế thì nguyên nhân đó thì lại không nguy hiểm. Phương pháp điều trị thì cũng phải phụ thuộc vào nguyên nhân. Ví dụ như bệnh nhân nằm trong bệnh cảnh là tai biến mạch máu não thì sẽ điều trị giống như một tai biến mạch máu não. Nằm trong bệnh cảnh là nhiễm trùng hoặc là bệnh nhân viêm dây thần kinh số 7 do virus, ví dụ zona chẳng hạn, thì khi đó mình lại phải dùng các cái thuốc ức chế virus. Và ngoài ra thì mình có cái tập vật lý trị liệu cho dây 7, tập phục hồi chức năng, thì có thể là điện châm, châm cứu, hoặc là tức là tập các cái cơ mặt. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Bệnh liệt mặt có cơ hội phục hồi tốt nhất nếu được điều trị sớm trong vòng 3 tháng sau khi bệnh khởi phát. Nếu điều trị muộn sau 6 tháng bệnh khởi phát thì khả năng phục hồi sẽ chậm hơn hoặc có thể không thể phục hồi cơ mặt hoàn toàn. Do đó, việc đến bệnh viện thăm khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu đáng ngờ có ý nghĩa lớn trong việc điều trị bệnh. Khoa Nội Thần Kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị thăm khám và điều trị các bệnh về thần kinh uy tín, trong đó có bệnh liệt mặt. Với đội ngũ chuyên gia và bác sĩ đầu ngành, giỏi nghề, giàu kinh nghiệm, lại được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại hàng đầu,
sẽ giúp chẩn đoán và điều trị bệnh trúng đích, đem lại hiệu quả cao, giảm chi phí cho người bệnh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Sức khỏe 365 phát sóng hàng ngày trên ANTV. Vi Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.